Con tặng mẹ Nhân yêu ngày nhân thầy ngày thuốc mùng Việt 8 Nam, tháng con tặng 3 mẹ một bài thơ. và ngày Con thầy thuốc tặng Việt bài thơ Nam. đây. Bài thơ có tên Niềm Mong Ước. Mong nước Việt Nam bình an dân đầm ấm, để ngày mùa vơi đi sấm triền miên. Mong người già ăn ngủ được bình yên, mong các cháu con ở hiền hiếu thảo, mong càng ngày càng nhiều vị hảo tâm, mong các học trò bình an nhiều chữ, mong xã hội không nô đề cá cược, để vợ chồng không xích mích miệt thị nhau, mong bệnh viện giảm bớt những ốm đau, mong cha mẹ về mau, con mong lắm. Ngày xưa mẹ đi làm, con mong mẹ về nhiều lắm. Bố mẹ đi Kể làm, cả con chỉ lỗi đứng chính cổng tả là mong con bố phát mẹ âm về sai. thôi. Cũng Mong một đỏ phần tươi cũng do sân lỗi căn của thầy quảng cô thắm, giáo, không để phải do ngày một mình mùa cha con. con nắm cơm thơm. Mong người nghèo có thêm những bát cơm, mong chiếc áo mẹ tơm không bị rách, mong làng nghề vẫn nách ca nách cách, mong học trò trang sách phải nâng niu, mong gian nhà trái bếp chẳng quạnh hiu, mong đường về quê nhà rau lìa rốn, mong quy tụ mộ một chốn tám nơi, mong các quý thầy cô được nghỉ ngơi hạnh phúc, mong cờ hoa trong ngày quốc khánh rộn lời ca vang mãi tên người, mong hừng hực tuổi trẻ U23 bước vững mạnh vào kỷ nguyên rực sáng, để giữ vẹn trường ca hùng tráng, tưởng nhớ công ơn các anh hùng ấy, tưởng nhớ cả công ơn của cậu Ly nhà mình đấy mẹ. Bà mình là người mẹ Việt Nam anh hùng còn gì. Tưởng nhớ công ơn các anh hùng, mong thương đồng đội những chiến sĩ trung kiên, nhớ về mẹ mắt hiền rưng rưng lệ đấy, con nhớ về mẹ đấy, có lần mẹ buồn vì con mẹ khóc đấy. Mỗi chúng ta đời đời các thế hệ phải cùng nhau vững bước luyện rèn, dâng về mẹ nhiều tấm bằng khen, dịu dàng mát tựa hồ sen Đồng Tháp, nhiều điểm 10 nằm hoa dâng bác, rằng nước Việt Nam vẫn có những người tài chung một lòng bảo vệ biển Đông mà giữ vững chủ quyền của dân tộc. Mong xã hội bằng cán cân công lý để vơi đi bao nỗi mẹ cha đau, mong giàn giàu sánh với trái cau, mong cuộc sống đẹp muôn màu trên nhân thế. Anh em, cô bác, bạn bè, bí bầu ở cả ba miền quê hương. Hay không mẹ? Con chúc mẹ yêu quý của cái bài con thơ mùng này con 8 làm tháng con 3 đăng. mạnh khỏe. Mẹ bảo con đăng lên trên báo đấy. Con yêu mẹ.